Quý vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Sau cháy rừng, Australia lại tiếp tục chống chọi với lũ lụt. Chỉ vài ngày sau khi cháy rừng đe dọa một di sản thế giới của Australia, hàng nghìn người đã phải chống chọi với lũ lụt ở bờ biển phía đông cận nhiệt đới, khiến nước này phải đóng cửa các bãi biển và chính quyền kêu gọi người dân gấp rút ra cố nhà cửa. Với lượng mưa lên tới 475mm trong vòng 24 giờ, cơ quan khí tượng Australia đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt cho khu vực biên giới giữa bang New South Wales và Queensland, khu vực đông dân cư, trong đó có thủ phủ Brisbane của bang Queensland. Chỉ một tuần trước, đảo Fraser hòn đảo được xếp hạng di sản thế giới của Australia và là hòn đảo cát lớn nhất thế giới đã phải sơ tán do cháy rừng. Nhiều người cho rằng thời tiết ẩm ướt hơn sẽ khiến mùa cháy rừng năm nay ở Australia ít thảm khốc hơn năm ngoái. Trong khi đó, các nhà khoa học cho rằng thời tiết bất thường vào đầu mùa hè ở Australia là biểu hiện của La Nina, thường gây mưa lớn và biến đổi khí hậu. Đảo Fraser đang nằm trong diện cảnh báo lũ lụt. Cảnh báo này bao gồm việc khuyến cáo người lái xe tránh những con đường có nước dâng cao. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Justin Robinson, nhà thủy văn lũ lụt kỳ cựu của cơ quan khí tượng Australia cho biết đây là những hệ thống thời tiết diễn biến bất thường và bạn phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó với những điều không mong đợi. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi bang Queensland mở cửa biên giới với bang lân cận sau thời gian dài đóng cửa vì Covid-19. Các nhà chức trách khuyến cáo du khách đi nghỉ vào dịp lễ cuối năm nên cẩn trọng vì họ có thể không quen thuộc với các địa hình dễ bị lũ lụt. Các cơ quan khẩn cấp đã giải cứu được 4 người bị mắc kẹt trong những chiếc xe trên con đường ngập nước và cơ quan chức năng đã nhận khoảng 700 cuộc gọi cầu cứu do lũ lụt. Tại khu vực Gold Coast, đông dân cư ở phía nam Brisbane, Queensland, Australia, giới chức trách đã đóng cửa các bãi biển do có sóng lớn nguy hiểm và các dịch vụ khẩn cấp cũng chuẩn bị một số địa điểm tích trữ bao cát cho người dân. Nước lũ nhấn chìm các điểm du lịch ở Australia. Gió mạnh và mưa lớn liên tiếp đã càn quét hàng loạt bờ biển du lịch nổi tiếng ở phía đông bắc Australia, nhấn chìm nhiều nơi trong nước lũ. Áp thấp cường độ cao đã gây ra mưa và gió lớn trong 3 ngày vừa qua, với lượng mưa lên đến hơn 700mm. Cơ quan khí tượng Australia BOM phải ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt cho khu vực biên giới giữa các bang đông dân nhất nước, trong đó có bang New South Wales và Queensland, gồm thủ phủ Brisbane của bang Queensland. Thị trưởng Byron Summer Richardson cho biết bãi biển chính ở vịnh Byron, địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía bắc bang New South Wales đều đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Truyền hình đăng nhiều hình ảnh cho thấy lũ lụt cũng đã làm đổ hoàn toàn một lối đi được xây dựng bằng bê tông tại đây. Thị trưởng Simon Richardson cho biết xung quanh vịnh Byron, vào lúc này chúng tôi đang gặp vấn đề thời tiết nghiêm trọng. Nước lũ dâng cao và các bãi biển đang dần bị nuốt chửng. Những gì đang xảy ra tại đây không bình thường. Tình hình thời tiết cực đoan như hiện nay là hậu quả của việc biến đổi khí hậu và là vấn đề mà chúng tôi cần xử lý. Trong những năm qua, đã có từ 4 đến 5 sự kiện thời tiết tương tự như vậy xảy ra, ông Simon nhấn mạnh. Tình hình mưa lũ tại Australia trái ngược hoàn toàn với việc đảo Fraser ở bang Queensland, một di sản thế giới của quốc gia này vừa trải qua cháy rừng vài tuần trước. Đây là hiện tượng thời tiết rất bất thường trong mùa hè ở Australia. Các khu vực từng phải sơ tán vì cháy rừng ở đảo Fraser cũng ngập trong nước vì thủy triều dâng cao và nhiều con sóng lớn đánh mạnh liên tiếp vào bờ. BOM đã đưa ra cảnh báo xói mòn bờ biển, cảnh báo mưa to ở mức độ nguy hiểm và sóng lớn sẽ còn tiếp tục tấn công ngoài khơi bờ biển vùng đông bắc Australia. Cơ quan này cũng kêu gọi những người lái xe mô tô không nên đi qua khu vực này. Việc xói mòn bờ biển có nguy cơ xảy ra tại nhiều bờ biển ở vùng đông bắc bang New South Wales và phía đông nam bang Queensland, khi thủy triều kết hợp với sóng lớn và gió mạnh sẽ thổi bay cát ở các bãi biển, nhà khí tượng học Dean Naramore khẳng định. Australia sơ tán hàng nghìn người do lũ lụt nghiêm trọng. Vừa qua, các nhà chức trách của Australia lên kế hoạch sơ tán thêm hàng nghìn người khỏi các vùng ngoại ô bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phía tây của Sydney, Australia, nơi bị ngập lụt tồi tệ nhất trong 60 năm qua, gây mưa lớn và dự báo tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Những trận mưa không ngớt trong 3 ngày qua đã làm ngập các con sông ở bang New South Wales, đông dân nhất của Australia, gây ra thiệt hại trên diện rộng và tình trạng sơ tán hàng loạt. Các nhà chức trách cho biết khoảng 18.000 người đã được sơ tán khỏi các vùng bị ngập lụt của bang New South Wales. Chúng tôi phải chuẩn bị đối mặt với tình hình, đó sẽ là một tuần rất khó khăn.
thủ hiến bang New South Wales Gadi Bazekan nói với báo giới. Mưa xối xả đã nhấn chìm những vùng đất rộng lớn ở New South Wales. Tình hình này hoàn toàn trái ngược với điều kiện thời tiết ở các vùng tương tự cách đây một năm, khi các nhà chức trách chống chọi với hạn hán và cháy rừng thảm khốc. Theo dữ liệu của chính phủ Australia, Sydney đã ghi nhận ngày ẩm ướt nhất trong năm với lượng mưa gần 111mm, trong khi một số vùng ở bờ biển phía bắc của New South Wales nhận được lượng mưa gần 900mm trong 6 ngày qua, nhiều hơn gấp 3 lần so với mức trung bình của tháng trước. Quan chức Cục Khí tượng BOM Australia Jane Corin cho biết phần lớn bờ biển phía đông của đất nước sẽ hứng chịu nhiều trận mưa lớn hơn kể từ ngày đầu tuần. Chúng tôi dự đoán mưa lớn sẽ xảy ra ở những khu vực không có nhiều mưa trong vài ngày qua, dẫn đến nguy cơ lũ lụt, Jane Golding cho biết. Một số nơi ở phía tây Sydney đã trải qua trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1961, trong khi thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm qua. Cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng được ban hành cho nhiều vùng của New South Wales cũng như bang láng giềng Queensland. 43.000 người ở Australia sơ tán do lũ lụt vỡ đê. Tuần qua, mưa lớn làm nước lũ dâng cao kỷ lục tại Australia đã khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán và nhiều người khác mắc kẹt trên mái nhà. Lũ lụt đã khiến hàng triệu người được yêu cầu phải ở nhà và gần 1.000 trường hợp ở bang Queensland đóng cửa. Các nhà chức trách đã yêu cầu 43.000 người dân rời khỏi vị trí ngay lập tức do vỡ đê. Các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã bị quá tải bởi những lời kêu gọi, khiến một số người dân địa phương, trong đó có cả thị trưởng Steve Gregg của Limor, phải chuyển sang mạng xã hội để cầu cứu giúp đỡ. Các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã triển khai một máy bay trực thăng để sơ tán những người mắc kẹt khỏi các mái nhà. Tại phía đông Australia, lũ lụt đã làm chết 7 người sau khi một người đàn ông 59 tuổi bị dòng nước mạnh cuốn trôi ngay bên ngoài Brisbane. Trong khi đó, một người đàn ông 70 tuổi đã may mắn sống sót sau khi chiếc thuyền của ông bị cuốn theo dòng Brisbane chảy xiết, va chạm với bến phà và bị chìm. Mặc dù mực nước ở Brisbane vẫn chưa dâng đến mức đỉnh dự kiến là 14m, nhưng đây là trận lũ tồi tệ nhất mà thị trấn phải trải qua. Cơ quan dự báo thời tiết của Australia cảnh báo những trận dông bão nghiêm trọng và mưa xối xả sẽ tiếp diễn và gây ra lũ quét đe dọa tính mạng của người dân tại một vùng ven biển ở trung tâm Thái Bình Dương. La Nina sẽ trở lại, Australia có thể đón bão và mưa. Australia đang bước vào năm thứ 3 liên tiếp trải qua hiện tượng La Nina, lớp nước biển bề mặt ở khu vực Trung và Đông Thái Bình Dương ở xích đạo lạnh hơn khác thường. Hiện tượng này xuất hiện với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn hiện tượng El Nino. Hiện tượng La Nina xảy ra khiến lượng mưa trung bình lớn hơn tại các khu vực miền Trung, Bắc và Đông Australia. Giới chuyên gia nhận định Australia sẽ có vụ lúa mì bội thu khi lượng mưa lớn hơn và độ ẩm trung bình cao hơn. Vừa qua, Australia đã nâng dự báo sản lượng vụ mùa lên 17%, cân bằng thời điểm thời tiết thuận lợi. Tuy vậy, lượng mưa từ 50 đến 150mm trong tháng này, năm nay tại các khu vực Đông Nam đã gây ra tình trạng ngập lụt tại một số khu vực ở các bang Queensland và New South Wales. La Nina thường xuất hiện với chu kỳ 2 đến 7 năm một lần, bắt đầu hình thành từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm và gây tác động mạnh mẽ nhất từ cuối năm trước đến tháng 3 năm sau. Hiện tượng này gây ảnh hưởng đến khí hậu trên diện rộng, trái ngược với tác động của chu kỳ nóng lên El Nino. Cường độ La Nina có thể đạt đỉnh, mưa lớn vẫn kéo dài tại Australia. Hôm qua, cơ quan khí tượng Australia dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra vào đầu mùa thu ở Australia và cường độ của La Nina năm 2021-2022 có thể đã đạt đỉnh. Cơ quan khí tượng Australia cho biết La Nina năm 2021-2022 hiện tượng liên quan đến sự giảm nhiệt độ bề mặt đại dương trên quy mô lớn ở trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương có thể đạt đến đỉnh điểm. Theo cơ quan này, nhiệt độ bề mặt nước biển đã giảm nhẹ ở phía Tây và trung tâm Thái Bình Dương trong 2 tuần qua, trong khi ở phía Đông lại ấm lên. Ngoài ra, lượng mưa trên mức trung bình sẽ tiếp tục kéo dài đến đầu mùa thu, bắt đầu từ tháng 4 ở miền Đông và Bắc Australia. Miền Đông Australia đã trải qua một mùa hè ẩm ướt, trong đó thời kỳ La Nina xảy ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, trái ngược hẳn với mùa hè năm ngoái. Thời điểm nóng thứ hai trong lịch sử của nước này là vào khoảng thời gian xảy ra cháy rừng làm chết 33 người và hàng tỷ động vật bản địa. Thiên tai xảy ra nhiều hơn gấp 3 lần so với 5 năm trước. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, các thiên tai xảy ra ngày nay thường xuyên hơn và nhiều hơn gấp 3 lần so với những năm 1970-1980. Trong đó, ngành nông nghiệp hứng chịu thiên tai xảy ra với mức độ nặng nề nhất.
Lần đầu tiên trong lịch sử, trong năm qua, các hệ thống nông sản phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn như cháy rừng, thời tiết khắc nghiệt, châu chấu sa mạc ngày càng gia tăng và các mối đe dọa sinh học xuất hiện. Các thiên tai này chưa từng xuất hiện với tần suất, cường độ và độ phức tạp lớn như vậy, FAO nhấn mạnh. Những thảm họa này tàn phá sinh kế cho ngành nông nghiệp, gây ra nhiều hậu quả kinh tế tiêu cực từ cấp độ gia đình đến cấp quốc gia, có thể tồn tại trong nhiều thế hệ. Nông nghiệp chiếm 63% tác động do thiên tai gây ra, cao hơn nhiều so với các lĩnh vực khác như du lịch, thương mại và công nghiệp. Những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!